Xin chào lớp 9B ha. Thì ở video này chúng ta sẽ sửa đề Thanh Hóa, đề thi tuyển sinh Thanh Hóa vào năm 2021-2022. Rồi trước khi bắt đầu vào sửa bài thì như thường lệ ha, chúng ta cũng sẽ lấy giấy và bút ra, chúng ta sẽ nốt lại những cái câu mà mình cảm thấy là nó sẽ lặp đi lặp lại trong bài, những cái bài thi tuyển sinh của mình. Và cũng như là những cái lỗi nào mình sai thì mình sẽ nốt lại để mình ôn tập cho nó dễ dàng ha. Ok, để chúng ta bắt đầu sửa bài nè. Rồi, đầu tiên với phần ngữ âm, phần phát âm. À, đây có cách đọc ED. Thì cách đọc ED chúng ta đã ôn tập rất là nhiều rồi ha. Thì ở đây burned, learned, leaned, turned, tất cả tuần cùng là âm N. Thì nó chắc chắn sẽ đọc là giống nhau này. Chỉ có âm need tuần cùng là D. Chúng ta có âm tuần cùng là T và D sẽ đọc là âm it, needed. Còn đây là các cách còn lại này. Không nằm trong cái thần chú, không phải chú em sợ chó xin phép sợ hổ thôi. Thì chúng ta sẽ đọc là âm D, không nằm trong cái thần chú đó nhé. Ok, ở đây sẽ là đáp án D. Next one, chúng ta có teach âm y, y dài. Chúng ta có teach âm y dài. Chúng ta có had âm e, had. Beach cũng là âm y dài và clean cũng là âm y dài ha. Alright, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đó là had. Ok, một câu cách đọc S này. Chúng ta có kiến thở phì phò đúng không? Đây, kiến thở đây. Chúng ta có cách đọc G, E, S, C, E, S, C, H, E, S, S, E, S, S, H, E, S, X, E, S, Z, E, S. Thì ba đáp án còn lại không có trong cái số này. Chúng ta chỉ còn kiến thở phì phò visits. Rồi đến với phần tiếp theo, nhấn âm. Hobby âm 1 này, people âm 1, future âm 1. Chúng ta có solution và nó có đuôi là tion. Thì như đã nói là những đuôi là tion hoặc là đuôi x, đuôi tion hoặc là đuôi x thì sẽ dấu nhấn âm sẽ là ngay phía trước nó 95%. Thì cái này không phải trường hợp ngoại lệ, vẫn là solution âm 2, bài kia âm 1 và chúng ta sẽ chọn solution. Ok, vừa nhắc ở trên xong, ở dưới đây có đuôi tion và đuôi x luôn này. Và hai cái này sẽ là nhấn âm 2, suggestion, historic. Ta có prepare cũng là âm 2 luôn này và chúng ta có evening âm 1. Tiếp theo đến với bài chia thì chúng ta thấy usually này thấy không, và at the weekend ở đây với là hiện tại đơn. Rồi ta sẽ để ở đây đó là ai thì I usually go giữ nguyên. We watch yesterday, ok, quá khứ đơn ha, yesterday mà sẽ là watch. What, ok. Rồi since, since hiện tại hoàn thành thôi. They thì sao? They have lived since. Does đúng không? Does hiện tại đơn mà nó đã là hiện tại đơn, ở đằng trước là có trợ động từ rồi thì đằng sau giữ nguyên thôi. Khá là dễ dàng ha. Rồi xem, ôi câu này là câu if này. Các bạn xem nha, if I want. Và đây sao là if? If I, à và ở đây nó nên là dấu phẩy nha, nó phải chính xác hơn, nó phải là dấu phẩy này. Rồi if I đúng không? Vậy thì đây sẽ là I would buy. Ok, next one. 11. The journey to the village was very. Ok, very. Were. Sau to be phải là tính từ. Very chưa phải là tính từ. Chúng ta cần một tính từ ở đây. Interest. À, vậy thì chúng ta có hai tính từ interested và interesting. Mà đây journey không phải người. Vậy thì chúng ta sẽ dùng interesting. Ok. Quite a simple, ha. Huh? Ok, next one. My brother is a taxi. Là một cái taxi gì đó for Mylin Company, cho công ty Mylin. Chắc là người lái taxi ha. Chúng ta có drive là lái. À, vậy thì người lái đây sẽ là driver. Thêm đuôi R thôi. Taxi driver. With so many choices, it's hard to. Có to này. Khó để mà có thể làm gì. Hard to, khó để làm gì. Đây, đây chắc chắn là một động từ nguyên mẫu rồi, vì đây có to rồi. Decision là quyết định, vậy thì chúng ta sẽ có động từ đó là decide. Đưa ra quyết định ha. The old man was walking sau động từ đúng không? Chúng ta có thể cần một cái trạng từ ở đây này, trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Chúng ta có slow là chậm, thì chúng ta sẽ biến slow này thành trạng từ thôi. Slow. Không cách nha. Slowly. Ok. Slowly.
Predict, dự đoán đúng không? The question seems rather easy. Câu hỏi này thì trông có khá là dễ. However, tuy nhiên nha, để ý là tuy nhiên, the student's answer is... Ok, câu hỏi này khá là dễ, nhưng mà câu trả lời của học sinh thì... nó có hai động từ, hai tính từ, đó là predicted, là đã đoán ra được, hoặc là predictable, tức là có thể đoán trước được. Nhưng mà đây, however, thì phải là trái nghĩa, đúng không? Rồi, đầu tiên chúng ta xem thử là câu trả lời nó sẽ là không thể trả lời, không thể dự đoán được, hay là không thể đã... Predicted tức là đoán ra rồi. Unpredicted là không đoán ra được. Còn đây là không thể đoán trước được. Sau đây sẽ là unpredictable nhé. Đáng lẽ phải là predictable. Nhưng mà đây nó có cái từ however, tức là tuy nhiên, thì nó sẽ trái với những gì chúng ta nghĩ. Thì đây sẽ là unpredictable ha. Next one. In morning. Câu này rất là dễ dàng cho mình. Lớp 6 cũng có thể làm được luôn. In the morning. Mondays, ok, thầy nhắc rồi, Monday bằng 24 giờ thì chúng ta sẽ chọn on. Những cái bài như thế này, câu như thế này chúng ta có thể làm nhanh được ha. Ok, câu 18 có than. Chắc chắn đây phải là so sánh hơn rồi nha. So sánh hơn, có than mà. Vậy thì đây đáp án chắc chắn phải là bigger. Ok, câu 19 một câu hỏi đuôi nè. Ở trước là he doesn't, đúng không? Thì câu hỏi đuôi chắc chắn phải là ngược lại thôi, does he... Trước khẳng định thì đằng sau phủ định, đằng trước phủ định thì đằng sau khẳng định thôi. Does he? That's a beautiful picture. Đó là một bức tranh rất là đẹp. Bạn Tim khen bạn Mary chụp hình đẹp, hoặc là vẽ tranh đẹp. Người ta khen thì mình phải cảm ơn thôi. Thanks. They went home early. Người ta về nhà sớm. The show was bad. Buổi biểu diễn thì rất là tệ. Ok, người ta về nhà sớm, buổi biểu diễn tệ. Vì vậy nên, bởi vì... Mặc dù và nhưng, bởi vì ha, người ta về nhà sớm vì cái show này rất là tệ. Who your baby? Ai sẽ đứa trẻ của bạn khi mà bạn ra khỏi nhà? Rồi chúng ta có take on, đảm nhiệm này, look at, nhìn, turn off, tắt, look after, trông nom, chăm sóc. Phrasal verb này chúng ta khá là quen thuộc rồi ha. Ok, đây sẽ là trông nom, chăm sóc. Ok, hôm trước có một cái đề thầy đã giải rồi ha. Thì tell sẽ là kể chuyện, speak sẽ là nói một cái ngôn ngữ này, say là say that hoặc là say to someone about something. Nói với ai thì phải là say that hoặc là say to someone ha. Talk to someone about something, hoặc là talk something with someone. Talk thì to someone hoặc là about something, nói tới ai về cái gì, hoặc là nói điều gì, talk something with someone, thì nó khác nhau ha. Các bạn có thể tua lại cái phần thầy vừa nói đây, các bạn có thể note ra. Còn cái kiến thức này thầy nhắc nhiều lần rồi nên thầy sẽ không gõ lại nữa. Và đây là nói ngôn ngữ, chúng ta sẽ chọn speak. Miss Lang is a, một danh từ đúng không? Chắc chắn rồi. Ở đây bốn đáp án đều là danh từ này. She works in Việt Đức Hospital, làm việc trong hospital, vì chắc chắn đây phải teacher là không được này, farmer cũng không được này, pilot cũng được này. Hospital thì chúng ta có thể có doctor hoặc là nurse. Ở đây có nurse, chúng ta chọn nurse. Air pollution negatively. Ô nhiễm không khí thì là một cái gì đó tiêu cực đúng không? Chúng ta cần một động từ ở đây mà nó phải đi phù hợp với cái trạng từ tiêu cực này. People's health, sức khỏe của mọi người. Harm, gây hại, nó đã mang tính tiêu cực sẵn rồi. Destroy, phá hoại, cũng là mang tính tiêu cực rồi. Affect, ảnh hưởng này, chưa có tính tiêu cực này, chỉ nói ảnh hưởng thôi. Damage, gây hại, thì nó cũng đã mang tính tiêu cực rồi. Vậy thì loại trừ ra chúng ta còn đáp án C, affect. Rồi, đây là bài điền từ, có 5 từ sẵn điền vào đoạn văn này. Thường thì thầy sẽ kêu các bạn là chúng ta có thể có hai cách làm. Một là chúng ta đọc hết nếu chúng ta có thời gian để chúng ta có thể hiểu thấu bài này. Còn với cái bài điện từ như thế này thì các bạn có thể thử dùng cách thứ hai, đó là mình đọc cái câu mà có chỗ trống thôi. Sau đó mình sẽ quyết định cần điền cái từ gì. Đầu tiên chúng ta xem thử các cái đáp án trước nha. Ways, các cách đúng không? Đây là một danh từ. In, giới từ. Avoid, tránh. Động từ. Because, liên từ. Bởi vì. Và many, nhiều.
Tính từ. Okay, teenagers today live very competitive world. Ngày nay thì giới trẻ sống một cái thế giới rất là cạnh tranh. Đấy, chắc chắn là in rồi ha. Sống trong một thế giới rất cạnh tranh. Rồi, chúng ta bỏ qua cái đoạn này nha. Chúng ta qua cái chỗ trống luôn này. To try to please everyone. Để mà có thể cố gắng làm hài lòng mọi người. They take on too. Too. Người ta đảm nhận rất là cái gì đó. Too. Ở đây phải là tính từ đúng không? Sau too này. Sau too. Hai chữ O nhé. Phải là tính từ. À. Task until it became harder and harder to balance homework. Ok, người ta đảm nhiệm. À, chúng ta có phrase verb take on. Đảm nhận. Ok, to. Tính từ. Nãy xem qua thì danh từ này. Cái này chọn rồi này. Danh từ, chọn rồi. Động từ, liên từ, tính từ. Ok, too many. Rất là nhiều. Người ta đảm nhận rất là nhiều công việc cho tới khi nó trở nên quá khó. Càng ngày càng khó hơn. Để mà có thể cân bằng giữa học bài tập về nhà, các buổi tiệc và cũng như là các hoạt động thể thao và cũng như là bạn bè. The different of dealing with the different. Ok, đây là different là tính từ đúng không? Sau tính từ thì chúng ta sẽ có thể là trạng từ hoặc là danh từ. Xem thử ha. Chúng ta không có trạng từ trong năm đáp án này. Chúng ta có danh từ. Ways. Ok, there are different ways. Có rất là nhiều cách để có thể giải quyết vấn đề stress, áp lực này. Rồi, bỏ qua khúc này nhé. Physical exercise. Các bài tập thể dục. Thì is a good release for stress. Đây là một cái cách tốt để mà có thể giải tỏa áp lực. Các bài tập thể dục là một cách tốt để giải tỏa áp lực. It increases certain chemicals in the brain which calm you down. Nó sẽ gia tăng những cái phản ứng hóa học ở trong não của bạn và điều này sẽ khiến cho bạn dịu lắng xuống, bình tĩnh lại. Ok, ở đây phải là because ha. Because những cái bài tập thể dục thì là cái cách tốt để giảm stress bởi vì nó có thể gia tăng những cái phản ứng hóa học hoặc là cái xúc tác hóa học ở trong não bộ của bạn và có thể làm bạn bình tĩnh lại. You have to get enough sleep too. Sau to một ô thì đây sẽ là động từ đúng không? Và chúng ta còn một đáp án thôi. Avoid. Bạn cần phải có ngủ đủ giấc để có thể tránh áp lực và giữ sức khỏe cho mình. Giữ bản thân luôn khỏe mạnh. Ok, tương tự là một bài điện từ khác. English began a Western Germanic language. Was brought. Ok, đây là một cái đại từ quan hệ đúng không? Language. Đây là vật. Was brought. Thì đây phải là một chủ ngữ thay cho vật. Ok, chúng ta có which. But old English was very. Ok, chúng ta sẽ cần một cái tính từ. Ở đây, và sau đó là from. Tính từ này thường đi với from, đúng không? Similar thì đi với to này. Different đi với from. Đây, một cái strange. Strange thì không đi với from ha. Dependent. Dependent thì đi với on. Vậy thì đây, chỉ còn different thôi. Tiếng Anh cũ thì was very different from modern English. Thì rất khác so với tiếng Anh mới. Tiếng Anh hiện đại. Ok, English. Rồi, tới câu này ha. It was influenced by French and Latin in vocabulary. Nó bị ảnh hưởng bởi tiếng Pháp và tiếng Latin ở trong ngôn ngữ và tiếng Anh hiện đại. Cái gì đó của tiếng Anh hiện đại thì được phát triển từ cái ngữ âm. Sao nhỉ? Đây là cái cách dùng từ và cũng như là cách phát âm của tiếng Anh Trung Cổ ấy. Từ from East Midland was of the East Midland and was influenced by the English use. Ok, use London đúng không? Bởi cái tiếng Anh sử dụng London. Ok, London là một thành phố khá là rộng lớn. Nên chúng ta không xác định được thì chúng ta sẽ dùng in ha. Rồi quay lại cái chỗ này. Chúng ta xem thử nha. Bị ảnh hưởng bởi từ vựng. Từ vựng thì nghĩa không được rồi, language ngôn ngữ cũng không được rồi. Writing là cách viết, nhưng đây không phải là cái cách viết từ đâu mà là cách viết văn ấy,
nên biết dùng writing. Còn ở đây ảnh hưởng ngôn ngữ thì chúng ta có thể là cách cả từ vựng và phát âm ha, sẽ chính xác nhất pronunciation. Ok, ảnh hưởng bởi nghĩa là chắc chắn không được này, language cũng không đúng không? Nó đang nói về từ vựng và có thể là cách viết từ hoặc là phát âm của từ. Còn writing đây là cách viết cả đoạn văn nên chúng ta không chọn được C nha. Chúng ta chỉ còn lại đáp án đi, pronunciation, bởi từ vựng và cách phát âm. Ok, next, rồi qua tới cái câu này đi. The development of printing have established standards. Sự phát triển của ngành in ấn đã giúp cho cái tiêu chuẩn, đã giúp cho xây dựng nên cái tiêu chuẩn của việc phát âm này, ngữ pháp, phát âm và ngữ pháp đúng không? Đây chúng ta sẽ còn đáp án đó là and và ngữ pháp. Ok, rồi với cái đoạn này đã, chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi này thì khuyến khích các bạn sẽ đọc hết bài này ha. Với cách này thì chúng ta nên đọc hết thay vì dùng keyword. Tại vì nó sẽ có những câu như là hỏi tiêu đề này. Rồi. More than 80% of American high school students do part-time job in the evening on weekends or in summers. These part-time jobs bring teenagers great advantage. Hơn 80% học sinh trung học ở Mỹ thì làm công việc bán thời gian. Bán thời gian tức là bạn không làm cả ngày và bạn làm chỉ một buổi thôi đấy. Thì là bán thời gian, một nửa thời gian. Làm công việc bán thời gian vào buổi tối, ở cuối tuần hoặc là vào mùa hè. Và những công việc bán thời gian này sẽ mang lại cho giới trẻ rất là nhiều lợi ích. One of the benefits of the work is the student can learn the skill that will be useful for the rest of their lives. Một trong số những lợi ích của những cái công việc này đó là học sinh có thể học được những cái kỹ năng. Và mà cái những kỹ năng này thì rất là hữu dụng cho cuộc đời của họ, cho cả đời của nó luôn đấy. When the student works, they have to manage both the job and school work. Khi mà tụi nó làm việc thì học sinh phải cân bằng được, quản lý được cả công việc lẫn như là việc học ha. To be able to do so, để mà có thể làm được việc này, they must be very organized and be able to keep a sensible schedule. Để có thể làm được việc này thì bọn họ phải có tổ chức rõ ràng và phải có khả năng giữ cái lịch trình của họ nhạy bén. They can also learn to cope with, chúng ta có cope with ha, đối phó với. They also learn to cope with the job stress apart from the stress of the school work. Và bọn họ cũng thấy học được cách đối phó với những cái áp lực công việc, không tính tới những cái áp lực ở trường học nữa. Some of the most stressful jobs include teaching, nursing, and police work. Một trong số những cái công việc áp lực nhất nó sẽ bao gồm là việc dạy học này, việc làm y tá này và cũng như là làm các công việc của cảnh sát. These skills help prepare teenagers for their later careers. Những kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn vị thanh niên chuẩn bị cho cái tương lai, cái sự nghiệp sau này của họ. High school students who works are more likely to succeed as adults than people who enter the job market at a later age with no work experience. Những học sinh trung học mà làm việc ấy, thì có khả năng sẽ thành công, có khả năng cao hơn, trở nên thành công khi trở thành người lớn. Khả năng này sẽ cao hơn so với những người mà người ta tham gia công việc, thị trường công việc ở cái lứa tuổi muộn hơn và không có kinh nghiệm ấy. Alright, teenagers want a lot of experience, expensive things, clothes, MP3 player, smartphone, etc. Các bạn vị thành niên thì muốn rất là nhiều thứ đắt tiền như là quần áo này, máy chơi nhạc MP3, điện thoại thông minh và vân vân. Not all parents can afford them. Từ afford này chúng ta học nhiều rồi ha. Những thứ này đắt và không phải phụ huynh nào thì cũng có thể tụi nó, tức là afford đây là đáp ứng được tụi nó. And even if they can, và giả sử nhưng mà nếu phụ huynh có thể, the teens might not really appreciate that money because they did not earn it. Và giả sử như là ba mẹ có mua thật ấy, có mua được ấy, thì những đứa trẻ vị thành niên cũng sẽ không trân trọng điều này, tại vì tiền đó không phải là tiền mà các bạn này tự kiếm ra được.
When teenagers make money for themselves, they know its true value and they are less likely to spend it foolishly. Khi mà các bạn vị thành niên đã làm được ra tiền bằng chính sức lực của họ thì họ sẽ hiểu được giá trị thật sự của nó và ít có sử dụng tiền một cách phung phí, ngớ ngẩn ha. Ok, vậy thì xem thử trả lời các câu hỏi này ha. Which of the following is the best title for the passage studio now sẽ là phù hợp nhất đây? Advantage of part-time job, advantage and disadvantage of part-time job, disadvantage, stress of teenager's work. Ok, các bạn có thể thấy là ở đây, ngay từ cái câu đề, cái tiêu đề này, ngay từ cái đoạn đầu mở bài này đã nói về great advantage, đúng không? Và trong bài thì cũng có nói những cái advantage, những cái lợi của nó. Vậy thì đây sẽ là đáp án A ha. Advantage, a part-time job. According to the passage, what is not the benefit of doing part-time job? Learning useful skill, coping with job stress, spending money foolishly, keeping sensible schedule. Ok, nhìn qua nha. Learning useful skill. Đây. Learn the skill that will be useful. Có nha. Cope with job stress. Đáp án C. À, đây, cope with the job stress. Đây luôn. Keeping sensible schedule. Đây, có luôn. Và có spending money foolishly. Đây là less likely to spend it foolishly. Ít giảm thiểu khả năng mà sử dụng tiền một cách ngớ ngẩn. Đây không phải là cái lợi ha. Ok, vậy thì đây sẽ là đáp án B. They ở đây sẽ là gì? They have to manage, đúng không? Ok, đây sẽ là students ha. Khi mà học sinh làm việc thì họ sẽ có khả năng quản lý được cả công việc và việc học. Họ đây sẽ là học sinh này. Some of the most job includes teaching, nursing and police work. À, chỗ này nó thiếu cái chỗ trống ha. Đáng lẽ some of the most gì đó. Ok, thì đọc được ở trên bài chúng ta sẽ thấy ha. Đây, the most stressful, đúng không? Đây, đáp án A luôn. Stressful. Và từ afford này có nghĩa là ok, rồi từ này hơi khó một, nó hơi tricky cho các bạn một xíu này. Ok, không phải tất cả phụ huynh nào cũng có thể đáp ứng được điều này. Đáp ứng được đây tức là mua những cái món đắt tiền này, đúng không? Chúng ta có use, sử dụng không? Mua, rồi. Có thể là đoán B ha. Play, chơi, spend, chi trả. Spend, dành ra. Đúng hơn sẽ là dành ra, chứ không phải là chi trả. Spend thì có thể là spend time hay là spend money. Và đằng sau đây nó không có cái chỗ cụ thể là time hay là money. Vậy thì đáp án phù hợp nhất vẫn là đáp án boy ha. Ok, viết lại câu. We can't celebrate a party this week. Chúng ta không thể ăn mừng buổi tiệc tuần này. À, vì thì chúng tôi ước, chúng tôi có thể, đúng không? Nhưng mà đây sẽ là ước có thể, không phải là sự thật. À, đây phải là lưu thị ha, có wishly, lưu thị can thì sẽ đổi thành could. We wish we could celebrate a party this week. Ok, the boy too short to reach the shelf. Cậu bé này quá thấp để mà có thể chồm tới cái kệ này. Vậy thì cậu bé hôm trước có gửi một cái đề, thầy đã có nói về too và enough rồi, đúng không? Too cộng với tính từ cộng với too verb. Ở đây sẽ là không đủ cao, sẽ là isn't. Tính từ tall enough to reach the shelf. Đây, too cộng tính từ cộng too verb. Còn đây sẽ là tính từ, đi với enough thì sẽ là tính từ cộng enough cộng to verb. Và các bạn nhớ là dùng chiều cao cho người chúng ta dùng tall, không dùng high nhé. High dùng cho đồ vật khi nói về chiều cao. People say that Ben Ad is a wonderful tourist attraction. Ok, đây là một câu, đây, chủ ngữ này, động từ này, tân ngữ này. Rồi, đây là một câu bị động đặc biệt nha. Bennett is. Rồi, động từ sẽ là is sad, đúng không? Bennett is sad. Rồi, câu bị động đặc biệt này thầy nhớ là thầy đã có đưa trong cái công thức bị động đặc biệt rồi. Và chúng ta ít khi gặp phải. Nên là phần này các bạn nên mở phần bị động đặc biệt ra chúng ta ôn tập lại ha. Is sad
Đây là hiện tại, đây cũng là hiện tại vì chúng ta không cần lưu thị. Is set to be a wonderful tourist attraction. Right, why don't we take a shortcut through the park? Tại sao chúng ta không đi tắt qua cái công viên này? Tim told me. Tim suggested. Rồi sao suggest? Động từ verb in thôi, nếu mà không có tân ngữ ha. Tim suggested taking a shortcut through the park. Okay, simply. She is the most hard-working student in our class, isn't she? Ok, cô ấy là, đầu tiên chúng ta chưa xét tới câu hỏi đuôi này nha, chúng ta chuyển cái câu đằng trước này. Cô ấy là cái người làm việc chăm chỉ nhất, học sinh làm việc chăm chỉ nhất trong cái lớp học của chúng ta. Thì sẽ là không ai trong cái lớp học này in your class. Không ai trong lớp học này thì chăm chỉ hơn cô ấy. Is more hard working than her. Rồi, sau này, no one đúng không? Đây là phủ định đúng không? Và đây là to be. Đầu tiên là no one thì chúng ta sẽ dùng they cho câu hỏi đuôi nè. Không dùng it nha, dùng they. Thứ hai là no one. To be thì phải làm are đúng không? Nhưng mà đây là... trông có vẻ không có not nên chúng ta phải dùng aren't chứ nhỉ? Ok, nếu như vậy thì nếu bạn dùng aren't đây thì mở câu hỏi đuôi ra. Xem lại quy tắc nha. No phủ định này. No one không có ai phủ định đó. Đây sẽ là are đây. Ok, rồi qua phần viết lại câu nào. They started talking about their future plans 2 hours ago. Họ đã bắt đầu nói về cái tương lai. Kế hoạch tương lai của họ 2 giờ trước. Bắt đầu nói 2 giờ trước và đây dùng have. Một câu hoàn thành. Câu này phải nói là thầy dặn các bạn từ hè của năm trước rồi đó. Từ quá khứ đơn, dùng started chuyển qua hoàn thành. They have talked about their future. Rồi, for này, gợi ý luôn for kìa. For 2 hours, đã nói trong vòng 2 giờ rồi. If I were you, nếu như tôi là bạn, I would study harder to pass the exam. Nếu như tôi là bạn thì tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn để mà có thể vượt qua bài kiểm tra này. Đây giống như một lời khuyên ấy. Tức là you should. Nếu như tôi là bạn thì tôi sẽ, thì tức là bạn nên làm gì đó. Study hard, harder to pass the exam. To pass the exam. Ok, right. Xét tới câu 48 này. Câu này là một câu phải nói là các bạn chưa gặp bao giờ ở trong cái kiến thức lớp 9 này. Trừ khi các bạn học nâng cao hoặc là luyện thi học sinh giỏi thì mới gặp ha. And were exhausted, but she managed to finish her work in time. Ok, thì câu này nó sẽ giữ nguyên với sau nha. Câu này thầy làm mẫu cho các bạn tham khảo nha, vì các bạn chưa gặp bao giờ này. Exhausted as and was, hoặc là as she was cũng được. Nếu đây dùng an thì đằng sau dùng she. Còn nếu đây dùng she thì đằng sau dùng an ha. Mệt lắm rồi, nhấn mạnh đó. Exhausted as she was and manage to finish, giữ nguyên ha, her work in time. Thế đây là một cái câu nhấn mạnh đạo ngữ thôi, mà chúng ta thì chưa đụng tới cái phần này. Phần này lên lớp 10 thì bạn sẽ được đi kỹ hơn, lớp 10, lớp 11 ha. Refuse, từ chối, và chúng ta có turn. Nhìn ra chưa? Nếu chưa nhìn ra thì gợi ý nha, đây là một phrasal verb với turn cũng mang nghĩa là từ chối. Right, turn down ha. Turn down for what? Các bạn trong lớp thường hay nói thế đấy. Sarah turned down Mike's invitation to his party. Ok, last one, câu cuối cùng. So cộng tính từ cộng that. Mà đây là such. So thì cộng tính từ, such thì cộng danh từ đúng không? Ok, thì chuyển từ tính từ thành danh từ nào. The information I got from the assistant was so confusing that I didn't know what to do. Cái thông tin mà tôi nhận được từ trợ lý thì rất là bối rối. Ok, thì cái
thì người trợ lý này cung cấp such, ok, such confusing information. Rồi, đấy, xong, thấy không? That I didn't know. What to do? Ok, rồi. Thì nói chung là với đề này, tính phân hóa khá là cao này. Các bạn có thể thấy là phần đầu rất là đơn giản, đúng không? Chia thì rất là đơn giản. Nhìn vào những cái... chúng ta nhớ chụp lại đáp án để đối chiếu với bài mình ha. Thì tôi có số 1 tới 15 này. Phần đầu khá là đơn giản luôn. Nhận biết một phát là ra. Có thể với cái phần chia từ này thì nó sẽ hơi khó khăn cho các bạn xíu nếu các bạn chưa nắm được kỹ về các cái loại từ. Ok, từ câu 16 tới 25 này. Câu này thì cũng không có gì thật sự là gây khó khăn cho mình ha. Chỉ có những cái kiến thức cũ lắm mà các bạn có thể quên, như là so sánh này, hoặc là có thể câu này, câu 20, nội dung lời nói thôi. Alright, bài reading 26 tới 30, 31 tới 35 và 36 tới 40. Ok, chụp lại nha, hoặc là pause lại nha. Ok, từ 41 tới 45. Phần này thì cũng không, chúng ta làm nhiều chúng ta cũng có thể quen, hoặc là gặp những cái này quen ra. Tuy nhiên những cái câu này đây là cái bài phân hóa đây. Phần cuối cùng có thể là phần gây khó khăn nhất cho mình ha. Ok. Đề này khá là ổn, khá là hay, khi phân hóa khá là tốt. Rồi. Hy vọng là các bạn đã có thể học được nhiều điều từ cái đề như thế đề này ha. Chúc các bạn học tốt và thi tốt nhé.